Hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tập mới của series DeFi Use. Thì trong cái tập tuần này, mình muốn giới thiệu với anh em một sản phẩm có hướng đi rất là sáng tạo. Và vấn đề mà sản phẩm này xử lý thì cũng hết sức là thiết yếu. Vậy thì sản phẩm này là gì? Và anh em nào tò mò thì chúng ta bắt đầu ngay sau intro nha. Ok, thì cái sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em đó chính là CowSwap. Thì CowSwap là gì, vấn đề nó xử lý như thế nào, cũng như là giải pháp nó sáng tạo ra sao, thì mình đã có một cái bài viết ở trên kênh của Coin68. Thì anh em có thể lên đây tìm đọc để hiểu rõ hơn về những cái vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên là trong cái video này mình cũng muốn nói sơ qua về những cái vấn đề và giải pháp mà CowSwap nó lựa chọn. Thì cái vấn đề mà CowSwap muốn xử lý á, nó là MEV, tức là hiểu nôm na là những cái giá trị mà thợ đào họ có thể trục lợi từ các cái giao dịch. Vì thợ đào là những cái người mà sẽ xử lý giao dịch á, nên là anh em hình dung là họ sẽ có đủ dữ liệu và đủ công cụ để họ arbitrage, tức là họ mua thấp và bán cao và trục lợi từ những cái khoản chênh lệch giá đó. Rồi, thì đó là vấn đề mà CowSwap, vấn đề chính mà CowSwap nó muốn hướng đến để nó xử lý ha. Còn cái giải pháp của CowSwap á, anh em hình dung nó sẽ là một cái giải pháp hybrid, tức là tổng hợp từ cả sổ lệnh order book lẫn cả các cái AMM. Thì ban đầu á, cái CowSwap này nó sẽ ưu tiên là gắn cái lệnh của người mua với người bán. Thì ví dụ như là người mua mà đặt ở giá 10 và người bán đặt ở giá 10, thì những cái người mà đứng ra xử lý giao dịch nè, họ sẽ ưu tiên là xử lý khớp lệnh theo cái phương thức đó trước. Rồi khi mà nếu mà cái lệnh của bạn á, mà nó không đủ thanh khoản, thì họ mới bắt đầu tìm đến những giải pháp như là AMM. Thì như vậy nó sẽ giúp là giảm thiểu cái rủi ro mà xảy ra cái vấn đề MEV như mình đề cập hồi nãy. Rồi thì cái đó là cái sơ nét về cái vấn đề cũng như là giải pháp của CowSwap ha. Thì vì thời lượng của video có hạn cho nên là mình cũng không thể đi sâu vào cái giải pháp cũng như là cái vấn đề kỹ thuật. Thì anh em có thể lên đây đọc cái bài viết, thì mình sẽ để ở dưới cái description của video này. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quay lại với cái sản phẩm CowSwap của chúng ta. Thì CowSwap hiện tại nó chưa có token. Và đây là sản phẩm có mặt ở trên hai chain, đó là Ethereum và XDAI chain. Thì XDAI nó là cái gì? XDAI nó là sidechain. Anh em hình dung là sidechain nó là một cái chain chạy song song với lại chain chính. Nếu mà xét về vấn đề kỹ thuật á, thì nó không an toàn bằng các cái rollup. Tuy nhiên là cái độ nhẹ của nó thì sẽ cái độ scalable á, tức là có khả năng xử lý được nhiều giao dịch á, thì nó khá là tiện. Rồi, trong cái video này thì mình sẽ sử dụng ở trên XDAI chứ mình không swap ở trên Ethereum. Đơn giản là vì trên XDAI mọi thứ nó sẽ rẻ hơn rất nhiều trên Ethereum, và mình có thể xử lý được nhiều cái thao tác cho anh em theo dõi. Trong thời gian gần đây á, thì điển hình nhất là cái cây ParaSwap á, thì anh em để ý á, là không phải nhất thiết là anh em phải swap trên chain của Ethereum thì mới được nhận retroactive. Thì anh em có thể swap trên các cái chain khác nhau, tuy nhiên là anh em phải thực sự là người sử dụng cái ví đó và thực sự sử dụng cái sản phẩm đó, chứ không phải là tạo ra nhiều ạc ở trên nhiều chain xong rồi làm một hai giao dịch. Thì cái đó bên phía dự án họ sẽ có công thức để họ lọc ra. Thì như mình đã chia sẻ ở trong một cái video làm về retroactive rồi đó, thì anh em nên test theo một cái chiến lược là test ít nhưng mà nó chất lượng, và nó đỡ tốn công của mình nữa, độ hiệu quả nó cũng rất là cao. Rồi thì back lại với cái sản phẩm là CowSwap, thì ở trên XDAI chain á, thì mọi người có thể chuyển XDAI lên cái chain này bằng cách là dùng các cái cầu nối như là Seller này, hoặc là Hop Protocol này, hoặc là rất nhiều các cái cầu nối hiện tại nó đã hỗ trợ với XDAI rồi. Thì mình cũng đã có một cái video làm về các cái cầu nối cross chain và hỗ trợ các cái chain khác nhau. Thì anh em nào quan tâm và muốn biết cách để chuyển tiền của mình từ các cái chain khác nhau lên XDAI á, thì có thể theo dõi. Mình cũng sẽ để cái video clip này ở phía dưới description ha.
Rồi, ok. Tuy nhiên á, có một điều mà anh em cần lưu ý nè, là XDAI này á, nó sẽ phải dùng cái đồng là đồng XDAI để trả phí. Đây, cái đồng XDAI đây. Thì khi mà anh em chuyển từ những cái chain này lên á, về bản chất họ chỉ hỗ trợ những cái đồng phổ biến như là USDC hoặc là USDT, thì mình không có thể nào chuyển được XDAI lên CashSwap. Thì lấy XDAI đâu để chúng ta có thể trả phí giao dịch và swap từ những cái đồng tiền khác sang Ethereum chẳng hạn. Thì một cái giải pháp mà mình đề xuất với anh em là anh em có thể sử dụng cái faucet này. Cái faucet này thì chắc chắn là mình sẽ để ở dưới description luôn, để cho anh em nào quan tâm thì có thể tiện bấm vào và sử dụng. Thì ví dụ như ở đây anh em dùng XDAI chain này, rồi anh em có thể copy cái địa chỉ ví của mình vào và mình request cái airdrop faucet. Rồi thì ok, chắc là mình sẽ làm thử ha. Đây mình copy cái địa chỉ này xong đi vào rồi solution. Ok rồi, thì ok, chúng ta có thể quay trở lại và chúng ta check xem là mình đã có XDAI chưa ha. Thì trong trường hợp này của mình thì mình đã có XDAI sẵn ở trong ví rồi, thì mình sẽ tiến hành xử lý các cái giao dịch. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ đi, thì mình sẽ swap từ XDAI này sang, nếu mà anh em muốn cày volume để có thể có return tốt hơn á, thì mình nghĩ là nên swap qua swap lại giữa các cái stablecoin. Ví dụ ở đây là mình có USDC, USDT. Đây mình có thể swap là 3XDAI. Rồi thì ok, thì một lưu ý là anh em nên để lại một ít XDAI để có thể tiện mà chúng ta xử lý phí sau này ha. Rồi ở đây mình sẽ nhập là 3XDAI này. Rồi mình đọc một vài thông tin dưới đây. Đây là cái tỷ giá, thì anh em nào swap thì chắc cũng quá quen rồi. Fees. Rồi đây là, chúng ta sẽ phải wrap cái XDAI của mình thành cái WXDAI. Thì chúng ta bấm cái nút wrap này, chúng ta confirm, rồi chờ xác thực giao dịch ha. Rồi đã wrap thành công. Ok, như vậy là chúng ta đã swap thành công từ XDAI sang USDC rồi. Mình hồi nãy là mình chỉ wrap từ XDAI XDAI sang WXDAI. Thì bây giờ ví dụ như mà muốn swap từ XDAI sang USDC thì anh em có thể chọn như thế này. Rồi và chúng ta swap thôi. Rồi sign này. Rồi ok, thì có một cái điểm hay của cái cow swap này á là khi mà anh em bấm cái lệnh á thì không phải là cái không phải là một cái hoạt động on chain, tức là như kiểu là anh em sẽ để treo cái lệnh của mình off chain thôi. Thì khi mà cái người xử lý á họ đem cái token của bạn và họ đi swap xong xuôi, xử lý xong xuôi hết rồi, thì cái phí về sau họ sẽ trả trước cái phí đó, và về sau họ sẽ đi tìm cái người thực hiện muốn thực hiện cái giao dịch đó để lấy lại phí sau. Rồi thì như vậy á, thì anh em sẽ đỡ, nếu mà giao dịch ở trên Ethereum á, thì anh em sẽ đỡ gặp cái trường hợp là mình đã trả phí rồi, tuy nhiên là cái giao dịch nó chưa được thực hiện. Thì cái này cũng là một cái điểm rất là hay mà mình quan tâm đến CowSwap ha. Nó giúp mình tránh được cái trường hợp là chưa thực hiện được giao dịch nhưng mà đã bị mất phí. Rồi bây giờ thì chúng ta tiếp tục với cái swap tiếp theo là USDC sang hồi nãy mình muốn swap là sang đồng Pri. Ok mình max. Rồi swap này, confirm swap. Đấy, anh em thấy là khi cái sign này là mình đang đăng cái giao dịch của mình lên off chain chứ mình không phải là đăng lên on chain. Đó. Thì khi mà cái người xử lý họ bóc cái giao dịch của mình ra từ cái sổ lệnh đó, anh em hiểu nôm na nó là sổ lệnh đi.
ở trên giao diện thì nó sẽ không có một cái sổ lệnh, nhưng mà anh em hình dung là anh em đặt một cái lệnh thì cái người khớp giao dịch đó, họ sẽ đi thực hiện cái giao dịch đó, rồi xong xuôi hết thì họ mới đi kiếm mình để họ thu phí, chứ không không có phải là chứ không phải là khi mà mình đặt cái lệnh là mình đã phải trả tiền như các cái AMM truyền thống. Thì cái giải pháp này là rất là hay. Rồi ok, cái giao dịch của mình nó đã xong xuôi rồi thì đây là cái giao diện để anh em có thể theo dõi cái lịch sử giao dịch của mình ha. Rồi giống như mình đã chia sẻ ở trong cái video là cách làm retroactive á, thì anh em có thể tham gia cái Twitter của họ này, follow cái Twitter của họ để có thể có được nhiều cái tin tức nhanh nhất về dự án, cũng như là cập nhật xoay quanh những cái nền tảng đang hỗ trợ họ. Thì cái này là rất là nhanh, sẽ giúp anh em có thể bắt được những cái mẹo, cái hints mà dự án muốn thảy ra cho người dùng, thì mình có thể từ đó mình có thể có được cái chiến lược test nó phù hợp hơn ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng đi qua trải nghiệm sản phẩm CowSwap. Thì hy vọng là video lần này hữu ích và mang lại nhiều giá trị cho anh em. Nếu anh em thấy video này hấp dẫn thì hãy để lại cho Coin68 một subscribe cũng như là một like cho video này. Thì mình là Nguyên, hy vọng là sẽ được gặp lại anh em trong những tập tiếp theo của DeFi Use.